Xin chào cả nhà, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đây là lô 22 cây cần câu lua và giá báo trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship có toàn quốc bên em thì vẫn là 30.000 một đơn và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây em có mã số 1 đầu tiên. Mã số 1 đầu tiên ở đây em có là một cây cần của Daiwa Blazon. Cây này là cây Daiwa Blazon, dài là 2m1, độ cứng là cứng MH. Dài là 2m1, cứng MH. Cần mấy ngang, lua mồi từ 7 cho đến 28g, tải cam mắc 20LB 10kg. Hàng này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì tay cầm của nó là tay cầm các móng chày. Đây. Cán thì nó có sờ xước, không còn các móng chày như thế này nha. Dài là 2m1, cứng MH phần gốc này. Phần gốc thì có sờ xước như thế này. Bát gọi là bát làm bằng vật liệu Essensor, bát siêu nhẹ. Cái này thì chất của nó là chất carbon sang X, vật liệu HPS và carbon siêu nhẹ. Khoen cũng là khoen Aconite. Ngoại hình tổng thể thì cây này nó có sờn xước này. Nó có sờn xước cái phần gốc và có tróc sơn rồi trầy xước ở đây. Còn ở trên thì còn tương đối đẹp, nó chủ yếu là sờn xước cái phần gốc này, có sờn xước nhỏ trên này. Khoen cũng là khoen Aconite, bu này là bu phu xếp chống xoắn. Ngoại hình tổng thể như thế này. Bát của nó là bằng vật liệu, bát đó là bằng vật liệu Essensor, bát siêu nhẹ nha, phần gốc này. Cái này là dính bẩn nha cả nhà. Cái này thì ngọn của nó đo được là ngọn 2,1 ly, ngọn 2 ly 1, nặng là 2, ngọn 2 ly 1 nặng là 124g. Cái này giá là 1.700.000, mã số 1, 1.700.000. Tiếp theo mã số 2. Số 2 ở đây em có là một cái cần của Zacon. Cái này là cây cần Zacon, logo hình con chó rừng của Nhật, dòng này là dòng Zacon BMB. Cây này sản xuất đời 2020, dài là 6,8 inch, cứng MH. Cây này tương ứng là 2m04, cứng MH, lua mắc từ 7 cho đến 28g, tải cá mắc 20LB 10kg. Hàng Zacon nội địa Nhật, tay cầm của nó tay cầm các mút sóc. Bát này là bát phẳng của Fuji, khoen của nó là khoen Aconite. Cái này là khoen dính bẩn thôi nha, đây, dính bụi thôi. Khoen của nó là khoen Aconite như này. Ngoại hình thì cây này còn tương đối sáng đẹp này. Hàng này là hàng nước, còn khá là sáng cần. Bu nó là bu chống xoắn. Cây này thì ngọn nó đo được là ngọn 1.85, ngọn 1,85 ly, nặng là 120g. Cây này hàng về thì có túi vải này, túi vải logo hình Zacon của Zacon này. Ngoại hình tổng thể thì cây này còn khá là sáng đẹp nha. Dài là 2m04, cứng MH. Mã này là mã số 2, cây này có giá là 2 triệu, nặng là 120g, giá 2 triệu, mã số 2. Tiếp theo mã số 3, số 3 đây em có là một cây cần của Majorat. Cây này là Majorat dòng DS. Cây này là già là 7 feet, tướng là già là 2m1. Già là 2m1, độ cứng H, lua mắt của nó là từ 3/8 đến 1/2, giá tối đa là từ 10 đến 42g, tải cá mắc là 25LB 12kg. Hàng dòng DS này thì độ tải rất là tốt nha. Tay cầm nó tay cầm cá mút sóc. Ngoại hình tổng thể thì cây này cũng là một cây hàng lướt nha, còn khá là sáng đẹp, mới tầm khoảng 95%. Hàng về thì có túi đầy đủ. Bát của một lót vặn của Fuji. Đây là dính bẩn thôi nha cả nhà. Đây, dính bẩn thôi. Bát này là bát vặn của Fuji. Khoen của nó là khoen Fuxix. Bát vặn Fuji, khoen Fuxix, bu Fuxix chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó đo được là ngọn 2 ly, nặng là 140g. Cái này về cũng có túi vải như này, túi vải như này. Mã này là mã số 3, nặng là 140g, giá là 1.800.000. 1.800.000, ngọn 2 ly. Tiếp theo là mã số 4. Số 4 ở đây em có là một cái cần của dòng này là dòng mà. Cái này là cây cái này là một cây hàng có liên doanh giữa Zacon và Shimano. Cái này là dòng Arana Boyson. Boyson. Đây, Arana Boyson. Phôi là phôi xoắn BRX. Xoắn 3 lớp này. Dòng phôi này là phôi xoắn 3 lớp. Phôi khá là đẹp như này. Cái này thì tay cầm nó tay cầm càng móng chày.
Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng nha. Bánh này là bánh bát này là mà bánh này thì làm bằng vật liệu C4 là bát siêu nhẹ, chỗ này là dính bẩn nha cả nhà, dính keo. Dính keo. Ngoại hình tổng thể. Khuyên nữa là khuyên full xích. Chất carbon xoắn SPRX. Bu này là bu chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó không đo được là ngọn ngọn 2 ly. Dài là cái này là dài 7 feet 2 in, tướng là dài 2m16, độ cứng H, lua mắt là từ 12 đến 42 gram, tại cái mắt 25 lb 12 kg, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này là hàng liên doanh của Shimano và Zacon. Ngoại hình tổng thể này, đây chủ yếu là dính bụi này, có sờn xước ở phần gốc đây. Có sờn xước ở phần gốc nha, sờn sờn nhỏ nhỏ ở phần gốc. Hàng Arena Bonsoi, khuyên full xích. Cái này thì ngọn đó được là ngọn 2 ly, nặng là 125 gram, dài là 2m16. Mã này là mã số 4. Cái này có giá là 2.500.000, mã số 4 2.500.000. Tiếp theo mã số 5. Số 5 ở đây em có là một cái cần của Daiwa Blazon. Cái này là cây Daiwa Blazon, dài là 6.9 in, độ cứng H. Cái này thì tương ứng là dài 2m06, độ cứng H, lua mắt từ 3/8 đến 1/1/2 z, tối đa từ 11 đến 42 gram, tải cá mắt là 25 lb 12 kg, hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì tay cầm của nó tay cầm cán móng chày, trên này là cán mút bần. Bát này là bằng vật liệu Essensor, bát siêu nhẹ. Khuyên gọi là khuyên Fuji Akonai, chất carbon xoắn X, HVF là carbon siêu nhẹ. Ngoại hình thì cái này hàng lưới còn rất là sáng đẹp, bu đó là bu chống xoắn. Ngọn của nó đo được là ngọn độ cứng H, ngọn 1 ly 6. Cái này cái phần ngọn nó khá là nảy như thế này, này. Nó có độ dịu nha, ngọn 1 ly 6, độ cứng H. Ngoại hình tổng thể này, cái này thì còn khá là mới đẹp, mới tầm khoảng 95%. Hàng về thì có túi vải đầy đủ, mã này là mã số 5, nặng 121 gram, giá là 2 triệu, mã số 5, giá 2 triệu. Tiếp theo mã số 6. Số 6 đây em có là một cái cần của Shimano, dòng này là dòng Lunamid, dài là 8.6 in, cứng M tương dài 2m58, cứng M cần mấy ngang, lua mắt của nó từ 10 đến 42 gram, dít mắt 45 gram, BE mắt 0.8 đến 2.5. cái này là hàng Indo, cái này sản xuất Indo, cứng M. Tay cầm của nó tay cầm cán móng chày. Phôi nó là phôi xoắn spiral có X và 2 bao X carbon monocue, carbon xoắn siêu nhỏ. Bát cũng là một vật liệu C4+. Ngoại hình tổng thể thì cái này thì khuyên cũng là khuyên titanium như vậy nha. Đây. Cái này thì khuyên là khuyên titanium, lõi là lõi full xích. Ngoại hình thì cái này còn rất là sáng đẹp mới. Còn rất là sáng như này. Dài là 2m58. Cứng M. Mã này là mã số 6, nặng 135 gram, ngọn 1.55, ngọn 1.55 ly, nặng là 135 gram. Cái này giá là 4.400.000. Tiếp theo mã số 7. Số 7 đây em có là một cái cần của Shimano Scotland, sản xuất đời 2020. Cái này là 1752R2. Tướng thì cái này là độ cứng M, lua mắt từ, cái này tương ứng độ cứng là cứng MH nha, cứng MH, lua mắt từ 7 cho đến 28 gram, tại cá mắt 25 lb 12 kg. Cái này thì được sản xuất Indo. Cái này thì phôi rất là phôi xoắn spiral và xoắn 2 bao X, xoắn 3 lớp. Cái này thì tay cầm nó tay cầm cán mút bần, bát nó là bằng vật liệu C4+, bát siêu nhẹ. Khuyên gọi là khuyên full xích. Ngoại hình thì cái này còn tương đối sáng cần. À, thì cái này còn tương đối sáng đẹp, bu nó là bu phu xích chống xoắn. Ngọn của nó đo được là ngọn 1 ly 8, nặng là 140 gram. Cái này thì hàng về có túi vải như thế này. Mã này là mã số 7. Mã số 7 này nặng là 140 gram. Cái này giá là 3.800.000, 3.800.000. Mã này là mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Số 8 đây em có là một cái cần của Daiwa Blazon. Cái này là Daiwa Blazon, dài là 6.4 in, tương là dài là 2m92, độ cứng L, lua mắt của nó là từ 1/32 đến 1/4 z, tối đa là từ 0.9 cho đến là 7 gram. Cái này thì lua suối hoặc lua mồi nhẹ rất là ok nha, ngọn rất là dẻo. Nãy tay phần ngọn
Cái này thì ngọn nó ra được là ngọn 1 ly 2. Cái này tải cá mắc là 6LB. 6LB tương ứng là 3kg. Tay cầm của nó, tay cầm cá móng chày này. Chỗ này có tróc với sơn này. Tay cầm cá móng chày như thế này. Bát của làm bằng vật liệu Essensor, bát siêu nhẹ. Còn máy đứng, khoen của nó là khoen Fuji Agonite, chất carbon số ít, vật liệu HPS, carbon siêu nhẹ. Ngoại hình tổng thể này. Bu nó là bu chống xoắn. Cái này thì ngọn nó là 1 ly 2, nặng là 90g. Đây, có sơn xước chỗ này. Có sơn xước chỗ này. Với lại tróc sơn ở phần sơn xước ở phần gốc. Cái này là mã số 8, nặng 90g. Cái này giá là 1.700.000, mã số 8, 1.700.000. Tiếp theo mã số 9 ở đây em có cũng là một cây cần Daiwa Zone. Cái này là cần máy đứng. Dài là 6.4 inch, độ cứng là UL. Cái này thì dài là 1m92. Lua mắt là từ 1/64 cho đến 1/8 OZ, từ 0.45 cho đến 3.5g. Cây lua suối, tải cá mắc 4LB, 2kg. Tay cầm của nó, tay cầm cá móng chày. Cái này thì cán còn khá là đẹp như thế này. Bát nó là một vật liệu Essensor, bát siêu nhẹ. Bát này thì dính bẩn thôi nha. Khoen cũng là khoen Agonite, chất carbon là carbon xoắn XHVF, carbon siêu nhẹ. Ngoại hình tổng thể cái này còn tương đối sáng đẹp. Bu nó là bu chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó đo được là ngọn 1 ly 3. Ngọn 1 ly 3. Ngọn 1 ly 3 nặng 80g. Cái này giá là 1.900.000. Hàng về có túi vải. Tiếp theo mã số 10. Số 10 ở đây em có là một cái cần của Dialuna. Cái này là một cái cần máy đứng của Dialuna. Dialuna dài là 9 feet, cứng ML, tương là dài là 2m7. Dài 2m7, độ cứng là ML. Lua mắt của nó từ 6 cho đến 28g. Lua là từ 6 đến 28g. Tải cá mắc 16LB, 8kg. Hàng này là hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm nó, tay cầm các móc shop. Bát của nó là vật liệu siêu nhẹ, bát C4. Cái này thì chủ yếu là dính bẩn. Ngoài thì cái đèn còn khá là sáng cơ. Bát là bằng vật liệu C4. Khoen của nó là khoen Fuji. Ngoại hình tổng thể này. Cái này thì chất của nó là chất carbon xoắn 2 bao X từ gốc đến ngọn nha. Hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Ngoại hình tổng thể của cần. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng cơ. Dài là 2m7, cứng với ML. Lua mắt là từ 6 cho đến 28g. Bu nó là bu phu xích chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó đo được là 1.6 ly. Ngọn 1 ly 6, nặng là 137g. Ngọn 1 ly 6 nặng 137g, dài là 2m7. Giá là 2.100.000, 2.100.000. Mã này là mã số 10 nha. Số 10 giá 2.100.000. Hàng đi Haluna. Tiếp theo là số 11. 11 ở đây em có là một cái cần của Shimano Cognip. Cái này là cây Shimano Cognip, dài là 3m2 khúc. Nhầm. Cái này là dài 3m3 khúc, độ cứng là MH. Lua mắt của nó là 60g, dít mắt là 80g, BE mắc 3 chấm. Cái này là Pho Indo, sản xuất Indonesia. Tay cầm của nó, tay cầm cái mút shop. Bát này là bát vặn của Fuji. Khoen của nó là khoen Fuji. Chất của nó là chất carbon xoắn spiral, xoắn 2 bao X. Ngoài hình thì cái này còn khá là sáng đẹp. Bu nó là bu Fuji chống xoắn. Cái này thì ngọn nó đo được là ngọn 2 ly. Chỗ này là dính bẩn hết nha. Ngọn 2 ly nặng là 280g. Mã này là mã số 11, giá là 3.000.000. Ngoại hình tổng thể như thế này. Mã số 11 giá 3.000.000. Tiếp theo mã số 12. 12 đem có là một cái cần của Daiwa. Cái này là cây Daiwa Latel. Daiwa Latel dài là 9 feet 3 inch, cứng M, tương ứng là cây này là dài 2m79, gần 2m8 nha, 2m8. Độ cứng M, lua mắt của nó là từ 10 cho đến 50g. Tải cá mắc 20LB, 10kg, BE mắc 0.8 đến 2.0. Hàng Daiwa Latel. Tay cầm nó, tay cầm cá mút shop. Bát của nó là vật liệu Essensor, bát siêu nhẹ. Khoen của nó là khoen Fuji. Chỗ này là dính bẩn thôi nhỉ.
khoen hoặc là khoen full set như thế này. Con này thì chất của nó chất carbon xoắn X45. X45 là xoắn 3 lớp, nano plus là carbon xoắn nhỏ, siêu nhỏ. HVF là siêu nhẹ nha. Ngoại hình thì cây này còn khá là sáng này. Cây này thì có sờn xước nhỏ một xíu ở chỗ này. Phần gốc á, đây. Phần gốc nó có sờn xước nhỏ một xíu chỗ này. Còn lại thì cây này cũng còn tương đối sáng cân. Dài là 9.3 inch, 2.8 m. Cứng M, hàng của Daiwa Latel. 4 nó là bô full sức chống xoắn. Ngọn của nó đã được là ngọn Hali 2. Cây này nặng là 135 g, cây này rất là nhẹ, nặng 135 g, dài là 2.8 m. Mã này là mã số 12, có giá là 2.600.000, 2.600.000 mã số 12. Tiếp theo mã số 13, 13 đây em có là một cái cần của cây này là cây cần của Jackson nội địa Nhật. Cây này là dài, dòng là dòng Ocean Gay. Dài là 9.8 inch, có cái M, cây này tương ứng là dài 2.94, 2.94, 2.94, có cái M. Lua mắt của nó từ 1 cho đến 3, BE mắt của nó từ 1 cho đến 3. Lua mồ là từ 20 đến 60 gram. Tay cầm nó, tay cầm cắm mút sắt. Cái này là một cái cần lua gần nha. Khuyên cũng là khuyên Aconai, dùng khuyên KR, đây khuyên Aconai. Ngoại hình tổng thể này. Ngoại hình thì cái này cũng còn tương đối sáng, chủ yếu là dính bụi thôi nha. Đây, còn khá là sáng cân. Chỗ này để dính bụi này. Đó, còn khá là sáng như này. Cái này thì ngoại hình còn tương đối sáng đẹp nha. Khuyên này ba đầu tiên này. Bu nó là bu phu sắc chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó đo được là 2.35 ly, dài là 2.94 m, nặng là 240 g. Cái này có giá là 1.900.000, 1.900.000. Mã số là 13. Tiếp theo là số 14. 14 đang có là một cây cần của Daiwa Motham. Cái này là cây Daiwa Motham, dài là 9.2 inch, độ cứng L tương là dài 2.76 m. Lua mắt của nó từ 5 cho đến 24 g, tại cá mắt là 12 lb 6 kg. Cây này được sản xuất ở Thái Lan nha. Ego System, cây này là khuyên AGS, là khuyên siêu nhẹ nha cả nhà. Tay cầm của nó, tay cầm cắm mút sóc. Bát rồi là bát siêu nhẹ. Khuyên ở lầu dòng khuyên AGS. Lõi là lõi full set. Cái này thì khuyên siêu nhẹ, lõi full set. Ngoại hình tổng thể của cần này. Dài là 2.70 m. Em nhầm, cái này dài 2.76 m cho cả nhà, 2.76 m. Khuyên này ba đầu tiên này. Bô nó là bô full set chống xoắn. Cái này thì có công nghệ gắn vi tròn, là gắn siêu cứng nha. Gắn rất là chặt. Có sờn xước nhỏ vô này. Đó. Còn lại thì khá là sáng. Hàng về thì có túi vải, mã này là mã số 14, nặng 115 g. Nặng 115 g, cái này có giá là 4.200.000. 4.200, hàng về có túi vải như này. Tiếp theo là số 15. 15 ở đây em có là cái cần của Abu. Cái này là cái cần của Abu, dòng là dòng Softy Style Light Soft Jiggin. Dài là 9.6 inch, có cái L. L là Light Soft Jiggin. Cái này thì lô mồi của nó từ 5 cho đến 30 g. BE mắc 0.6 đến 1.5. Cái này là cây hàng mới chưa sử dụng. Sách hướng dẫn tem mát đầy đủ. Tay cầm nó, tay cầm cắn mút sóc. Bát này là bát vặn của Fuji. Khuyên của nó là khuyên Aconai. Chất này là chất carbon xoắn X. Cái này chất của nó chất carbon xoắn X. Hàng này là hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Ngoại hình tổng thể thì hàng mới chưa sử dụng nên cần còn rất là đẹp, mới 95 đến 100%. Nói chung là chưa sử dụng luôn nha. Có sờn xước rất là bé thôi, sờn xước là do lấy ra lấy vào đó, sờn một xíu thôi. Bu đó là bu phu xích chống, bu nó là bu chống xoắn, bu Aconai chống xoắn. Cái này thì ngọn nó đo được là 1.65 ly. Lô mồi là từ 5 cho đến 30 g. Ngọn rất là dịu. Nặng là 120 g. Dài là 2.88 m.
Cái này em báo nhầm nha. Cái này là nặng 165g. Nặng 165g. Ghi nhầm mẹ cái kia. Có giá là 1.500.000. Tiếp theo là mã số 16. 16 đem có là một cái cần gỗ đai hoa. Cái này là cây đai hoa Zcaster, giờ là 9 feet 6 inch, có nghe M. Cây này tương ứng 2m88, lua mắc từ 10 đến 60g, tại cá mắc 25LB 12kg, hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Tay cầm nó, tay cầm các mút shop. Bánh này là bánh phẳng của Fuji. Khuyên gọi là khuyên Econai. Cái này thì khuyên đề 3 khá là lớn. Khuyên đề 3 khá là lớn như này. Bô đó là bô phu xích chống xoắn. Ngoại hình tổng thể này, tay cầm các mút shop như thế này. Ngoại hình thì cái này còn tương đối sáng cần, sáng đẹp nha. Đây, còn rất là sáng, mới. Dài 2m88, cứng M. Ngọn nó đo được là ngọn 2 ly, nặng là 200g. Dài 2m88, mã là mã số 16, mới tổng phận 95%. Mã số 16 này giá là 1.700.000. Tiếp theo mã số 17, 17 đang có là cái cần của Balm. Cái này là cây Balm Melona, dòng logo hình cây cọ của Mỹ. Cái này là dòng Shotgun. Dài là 10 feet 3 inch, tương ứng là cây này là dài 3m1 2 khúc, cứng MH, lưu mồi từ 12 cho đến 42g, tải cá mắc là 26LB 13kg, bê mắc từ 1.0 cho đến 2.5. ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Cái này thì tay cầm nó, tay cầm cán mút bần nha, cán mút bần, tay cầm cán mút bần như thế này. Bánh này là bánh vặn của Fuji, khuyên cũng là khuyên Fuji. Chất là chất carbon sơn ít như thế này. Chỗ này là dính bụi như thế này. Cái này là lau, em lau bằng khăn ướt, nên là nó sẽ dính cái dấu nước thôi chứ không có gì hết. Đây. Có trầy xước ở đây, có sờn xước nhỏ nhỏ nha. Khuyên này ba đầu tiên này. Bô đó là bô phu sẽ chống xoắn. Cái này là dài 3m1, 2 khúc, cứng MH, lua mồi tối đa là 42g. Ngọn của nó đo được là ngọn 1 ly 8. Ngọn 1 ly 8, nặng là 185g. Hàng của Balm Melona, hàng nội địa Nhật. Mà đây là mã số 17, giá là 2.300.000, 2.3. Tiếp theo mã số 18. 18 đang có là một cái cần của Tenryu. Hàng này là hàng Tenryu, dòng này là dòng Power Master. Power Master dài là, cái này là dài 3m2 khúc, độ cứng là M, lua mắc là 60g. Cái này tải cá mắc là 25 lb, tải cá mắc 25 lb 12 kg. Hàng này là hàng made in Japan, nội địa Nhật, hàng nội địa, hàng tên Ryu. Đây logo đây. Tay cầm nó, tay cầm các mút shop. Bánh này là bánh vặn của Fuji, chất carbon sơn ít. Khuyên cũng là khuyên Fuji. Khuyên Fuji như thế này. Ngoại hình tổng thể này. Cái này thì ngoại hình còn tương đối sáng nha. Bô này là bô Fuji chống xoắn, và là 3m2 khúc, cứng M, hàng của Tenryu, nội địa Nhật. Ngọn của nó đo được là ngọn 2 ly. Cái này nặng là 220g, giá là 3.600.000. Tiếp theo là mã số 19. 19 ở đây em có là một cây cần của Shimano Cognip. Cái này là cây Shimano Cognip, Shimano Cognip dài là 10 feet 6, tương ứng là dài 3m2 2 khúc, cứng M, BE mắc 2 chấm, chít mắc 60g, lua mắc là 40g. Hàng này là hàng Indo, được sản xuất Indo. Cái này thì tay cầm của nó, tay cầm cán mút shop, dài 3m2 2 khúc. Bát của nó là vật liệu C4+. Khuyên của nó là khuyên Fuji. Đây, khuyên Fuji như thế này. Chất của nó chất carbon xoắn spiral và xoắn 2 bao x. Ngoại hình thì cái này còn nước sơn này còn khá là sáng đẹp cần nha. Bô nó là bô Fuji chống xoắn.
dài là 3m22 khúc. Cái này là dính bẩn vậy nha. Có sờn xước và sờn xước nhỏ thôi. Cái này là mã số 19, nặng là 250g. Cái này có giá là 2.700.000. Tiếp theo mã số 20. 20 ở đây em có là một cái cầm bộ Daiwa. Cái này là cây Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Z-Cutter MX, dài là 10 feet 6 inch, cứng MH. Cái này thì tương ứng là dài 3m22 khúc, cứng MH. Lô mắc là từ 25 cho đến 60g, dít mắc là từ 25 đến 90g. BE mắc 1.0 cho đến 3.0, hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Tay cầm của nó tay cầm cán mút shop. Thì cây này có sờn xước như thế này nha. Tay cầm cán mút shop, bát này là bát vặn của Fuji. Khoen hoặc là khoen Fuji. Khoen Fuji. Cái này thì bô nó là bô Fuji chống xoắn. Ngoại hình tổng thể thì cây này có sờn xước nha. Đây có sờn xước như thế này. Dài là 3m2 khúc, 3m22 khúc, cứng MH. Nặng là 270g, ngọn Hali 3. Cái này giá là 1.700.000, mã số 20. Mã số 21 ở đây có là một cái cần của Shimano. Cái này là Shimano Offset. Cái này là cây Shimano Offset, dài là 7 feet 4 in, cứng M, tướng là dài 2m22. Dài là 2m22, cứng M. Cái này là câu lúc in hoặc là dít hoặc là lưu biển lưu gần. B mắc là 5 chấm, lưu mắc là 100g, hàng là hàng Indo. Tay cầm nó tay cầm các mút shop. Bánh này là bánh phẳng của Fuji. Khoen gọi là khoen Fuji, chân khoen titanium. Đây, chân khoen titanium. Cái này thì phôi rất là phôi xoắn spiral và xoắn 2 bao ít. Ngoại hình tổng thể này, cái này là một cây cần cắm gốc để lua gần hoặc là trolling hoặc là dít. Hàng của Shimano Offset. Cái này hàng về nó có túi vải nha cả nhà, túi vải của hàng. Dài là 2m28 cần mấy đứng. 2m22 cần mấy đứng. Bô đó là bô phu xích chống xoắn. Ngọn của nó không đo được là ngọn 2.85 ly. Ngoại hình thì cây này còn rất là sáng đẹp mới. Khoen đời ba đầu tiên này. Mã này là mã số 21, ngọn 2.85, nặng là 300g, giá 3.700.000. Tiếp theo cũng là một cây số 22, cây ở đây em có cũng là một cây cần của Shimano Offset. Dài là 8 feet 3 inch, cứng MH. Cây này tương ứng là dài 2m rưỡi cần cắm gốc nha, 2m rưỡi cần cắm gốc. Độ cứng MH, BE mắc 6 chấm, lua mắc là 120g, hàng Indo, cây này sản xuất Indo. Tay cầm của nó tay cầm các mút shop. Cây này là vừa câu plugin được, vừa dít vừa lua được nha, lua gần được. Phôi xoắn spiral và xoắn 2 bao x. Khoen cũng là khoen Fuji, chân khoen titanium. Bát là bằng vật liệu, bát này là bát vặn của Fuji. Chỗ này là dính bẩn nha. Chỗ này có sơn nhẹ nhẹ thôi. Ngoại hình tổng thể thì cây này còn rất là sáng đẹp mới. Hàng có túi đầy đủ nha. Bu đó là bu Fuji chống xoắn. Ngọn của nó đo được là ngọn, cái này thì ngọn của nó là ngọn, em chưa đo ngọn rồi thế, rớt cái tim luôn rồi. Cái này là ngọn 3 ly nha cả nhà. Ngọn 3 ly. Ngọn 3 ly nặng là 360g, cần cắm gốc. Cái này có giá là 3.800.000, hàng có túi vải đầy đủ. Mã này là mã cuối cùng nha. Em đã giới thiệu qua tất cả là 22 mã cần câu lua. Cả nhà lấy mã nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.